Hương xin mến chào những khán giả của chương trình Bình Minh Cao Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Minh Thư cảm thấy rất là vui khi được giới thiệu đến quý vị và các bạn một người nghệ sĩ rất là tài năng. Anh có khả năng chơi được các loại nhạc cụ như là organ, piano, guitar, violon và cả harmonica. Vâng, và người nghệ sĩ mà Minh Thư muốn giới thiệu đến quý vị đó chính là anh Đặng Ngọc Vi. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của anh trên con đường nghệ thuật của mình. Vâng, xin chào anh Ngọc Vi. Xin chào Minh Thư, xin chào khán giả của chương trình. Vâng, và Minh Thư đang cảm thấy rất là tò mò, không biết là tại sao anh có thể có khả năng chơi được rất là nhiều loại nhạc cụ như vậy ạ? Tâm sự rằng là trong quá trình ngày xưa thì có học ở Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc, sau đó thì do đam mê và yêu những cái màu sắc, những cái sắc thái của từng nhạc cụ khác nhau, và sau đó thì ra kế hoạch tập từng nhạc cụ theo hàng năm và cuốn chiếu như vậy cho đến bây giờ. Vâng, và nhạc cụ đầu tiên mà anh chơi là, mình thấy không biết là nhạc cụ gì ạ? Nhạc cụ đầu tiên là organ với lại trống. Vâng, và có lẽ với mỗi cái nhạc cụ như vậy thì sẽ mang đến những cái âm thanh cũng như là những cung bậc cảm xúc khác nhau, đúng không ạ? Và mình thôi không biết rằng đến với chương trình ngày hôm nay thì anh sẽ gửi một món quà âm nhạc gì đến với quý khán giả của chương trình đây ạ? Mình sẽ gửi đến khán giả của chương trình một ca khúc Hãy Yêu Nhau Đi qua hai nhạc khí guitar và harmonica. Vâng, và ngay sau đây thì Minh Thư xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Hãy Yêu Nhau Đi qua phần thể hiện của nghệ sĩ Ngọc Vi. Với diện tích khác nhau, do đó kích thước của các loại bồn tắm là rất cần thiết đối với người tiêu dùng.